buổi tối ngày hôm nay, đó là phần đấu giá tranh ghép đá quý mã đáo thành công do nhóm chị Liên Giang đã tặng cho chương trình. Mai Thu Huyền xin phép được nói về ý nghĩa của bức tranh này để quý vị thấy được giá trị của bức tranh. Bức tranh ghép đá quý mã đáo thành công là một trong bức tranh đẹp và rất có ý nghĩa, bởi theo phong thủy, ngựa không những là con vật trung thành nhất mà ngựa còn là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ, lâu dài. Ngựa mang lại sự may mắn, tài lộc. Ngựa là con vật trung thành nhất. Không những thế, ngựa còn là hình ảnh của sự kiên nhẫn, bền bỉ. Ngựa đứng hàng thứ 7 trong 12 địa chi. Nó đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến tiền tài, khiến cho công việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn. Thời xưa đánh giặc hay đi làm ăn, phương tiện duy nhất để đi nhanh nhất đó chính là con ngựa. Và thời đó, mỗi lần đi xa là một chuyến rất gian nan, đi nhiều tháng hoặc nhiều năm mới quay về. Vì vậy, mã đáo mang ý nghĩa may mắn quay về. Tranh bát mã phi nước đại tượng trưng cho sao bát bạch rất vượng khí, đem lại nguồn tài lộc rất lớn, dùng cho những người hay đi xa, chuyến đi thành công tốt đẹp. Trong đầu tư kinh doanh thì nó mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân. Vâng, nghe vậy thôi đã cảm thấy rằng là một cái bức tranh rất là ý nghĩa. Không biết là Bình Minh có thể cho biết là bức tranh này thì khởi điểm như thế nào? Dạ vâng, giá khởi điểm hết sức nhẹ nhàng, vô cùng tình cảm, 25 triệu ạ. Khởi điểm là 25 triệu, có lẽ mình sẽ chia ra đúng không? Vâng, bây giờ lực lượng của chị em mình sẽ cùng chia ra. Bây giờ sẽ bố trí chị Huyền và chị Phương Thảo góc bên kia. Cánh bên này chị Mai và chị Hương, còn em đứng ở giữa. Em khôn nha, em chân dài phải đi xuống cuối đâu cùng đó. Em đứng đem quan sát, ai giơ tay thì em báo cho các chị biết rồi. Vâng, chúng ta sẽ có mỗi một bước khởi điểm, tức là 1 triệu đồng đúng không ạ? Tức là sau mỗi một bước khởi điểm đó là tối thiểu là 1 triệu đồng, còn tối đa thì là vô số kể ạ. Quý vị với cái lòng hảo tâm của mình thì có thể đưa ra mức giá để đấu giá cho bức tranh rất là đẹp và có ý nghĩa này. 25 triệu, Hương không biết là có các anh chị nào sẽ phát giá đầu tiên không ạ? Khôi doanh nhân, chị có muốn trả giá cho bức tranh này không thưa chị? Mỗi lần kêu giá thì có 2 triệu thôi chị ạ. 2 triệu hả? Dạ. Vậy là Bình Minh tăng lên 2 triệu, nãy chị Mai Thu Huyền là nói 1 triệu. Cho mình xin đấu giá là 27 triệu. Đấy vâng, chưa? 27 triệu. Lên 2 triệu đi chị. 27 triệu ạ. Vâng, Mai Thu Huyền cũng sẽ đi xuống gần hơn với cả khán giả. Và Mai thấy được rằng là cái bức tranh này rất là hay, một điểm là có đầy đủ màu sắc, chẳng hạn như màu trắng này, màu xanh, màu hồng. Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng bố trí, trang trí trong cái căn phòng của mình. Với những cái màu sắc đa dạng như vậy thì rõ ràng là nó sẽ làm cho không gian của mình được đẹp hơn rất là nhiều. Phải không quý vị? Chúng ta không ngại rằng là nhiều khi có những cái màu sắc nó sẽ có thể chọi một chút đối với căn nhà của chúng ta. Nhưng với nhiều màu như vậy mà những cái màu rất là tao nhã thì rõ ràng là nó sẽ làm cho ấm cho không gian của mình. Vâng, đúng như vậy. Như với mục đích sâu xa hơn, nếu như chủ nhân bức tranh này, đó chính là chúng tôi cố gắng kêu gọi đấu giá với số tiền càng nhiều càng tốt để ban tổ chức với mục đích là để làm từ thiện ạ. Vâng, Á Khôi doanh nhân chị Ngọc Lan đã trả giá với 27 triệu ạ. Mức giá là 27 triệu. Vâng, ở phía dưới ở bên này thì sao ạ? Không biết có ai có một cái cánh tay giơ lên để có một cái giá nào đó khác hơn đúng không ạ? Và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm Mạnh Thường Quân ạ. Vâng, ở phía dưới cùng vừa thấy chưa, em biết ngay mà vị trí vâng, em quan sát rất dễ. Rất cao và rất vâng, cao. Anh ơi, đang 27 triệu ạ. Vâng, chị Thanh Mai đã 30 triệu. 30 triệu ạ. Oh, chị Mai hỏi tên anh nghe gì giúp em đi. Chị Mai hỏi tên xin số điện thoại trước đi ạ. Khu vực bên này thì sao ạ? Anh xin phép để cho tên. Khu vực bên này có ai giơ tay không ạ? Lần chị Trung. Anh chị Trung trả giá bao nhiêu ạ? 30 triệu. 30 triệu. Tuyệt vời, cảm ơn anh chị Trung. Cảm ơn chị Trung rất là nhiều. Vâng, và Mai thật sự là Mai rất là thích bức tranh này. Và chính Mai cũng sẽ trả giá là 33 triệu. Wow, wow. Chị tuyệt Mai vời. Cảm ơn chị Thanh chủ Mai. Bài. Chị để từ từ đi đã, chị trả giá sớm đi. Đâu còn ai đúng không ạ? Tốt quá, em còn thấy rất nhiều cánh tay. Thế nào ạ? Đâu ạ? Em thấy bên này anh chị còn đang hội ý ạ. Vâng anh chị, không, đèn follow đánh thẳng đấy dùm em ngay, đèn follow đâu ạ? Đó, 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 đúng rồi. Còn ai cao hơn mức 33 triệu của chị Thanh Mai không ạ? Em thấy có chị còn đứng hẳn lên ạ. Chị Mai hơi nóng vội đấy nhá. Không, bình tĩnh chị. Thực sự ra mới thấy bức tranh này quá đẹp, Minh ơi. Treo ở trong căn nhà của mình thì phải nói là nó làm cho cái gian phòng của mình lung linh hơn, mà quan trọng hơn nữa cái ý nghĩa khi mà chúng ta đóng góp
cho một cái chương trình rất là đặc biệt. Không biết là có anh chị nào có một cái nhã ý để có thể đóng góp được nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn không ạ? 33 triệu lần thứ nhất. Hết sức bình tĩnh mình. Yeah. Thời gian chúng ta vẫn còn. Vâng, rồi, thật may mắn. Xin mời anh Thụy là chồng của doanh nhân Ngọc Lan ạ. Xin trả bức tranh này 38 triệu. Wow. 38 triệu. Vâng, vợ thì trả 27 triệu, còn chồng 30... thì đã nâng lên là 38 triệu. Thôi chị ơi, chị trả 40 triệu luôn đi. Chị đâu rồi, chị ngồi chỗ nào ạ? Chị Mai từ từ bình tĩnh nhá. Chị Mai từ từ. Từ từ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. 38 triệu đèn polo đâu, chiếu vào người mới trả 38 triệu. Có ai, có ai trả cao hơn, mất 38 triệu không ạ? Tất nhiên là có rồi chị. Ở khu vực hai bên cánh ạ, nếu như mà quý vị có tín hiệu thì vui lòng giơ tay ạ. À, chị Huyền kia kìa, anh kia đang ngồi giơ tay kìa. À không, anh vẫy bạn gái thôi ạ. Chúng ta đang có mức 38 triệu, một con số cũng rất là đẹp. Vâng, quý vị nào thấy cánh tay giơ lên thì báo dùm tôi ạ. 38 triệu, 38 triệu lần thứ nhất. À vâng, dạ. 40 triệu. Hay. Triệu. Tuyệt vời. Anh Dũng đúng không ạ? Nhưng mà có cách nào mình vượt vượt ngưỡng con số 40 không ta? Anh Dũng ơi. Bức tranh gọi tên anh. Dạ anh Trung đúng không ạ? Anh Trung. Anh Trung. Anh Trung. Anh Trung đang trả 40 triệu. 40 triệu lần thứ nhất. Từ từ, hết sức bình tĩnh. Thời gian còn một tiếng nữa để đấu giá. Chúng ta vẫn còn thời gian để có thể đấu giá một bức tranh đẹp như thế này dành cho những người có cái tấm lòng từ thiện. Vâng, vâng, và rất là may mắn lại có một cánh tay nữa. À, thôi chắc em phải xuống dưới này nữa. Hình như là cái phía bên chị Mai hên quá. Đúng rồi. Sao hỗ trợ, mình sao hỗ trợ chị Mai đi. Anh ơi, bây giờ có thể lên 46 triệu được ạ. Xin gửi trả bức tranh này 45 triệu. Ui giời ơi, sao có thể hỗ trợ thế không? Chị Mai thì em đoán chuẩn không? Có cánh tay nào giơ lên không ạ? Chưa biết được mình ơi, bên chỗ Huyền có khi có biết đâu. Bên này buồn quá, có bên cánh tay nào giơ lên cho Huyền đó. Chị Huyền đây, anh có ý kiến ạ? Tên Thủy. Thủy. Vâng, anh Thủy đã trả 45 triệu. Wow. Thủy ơi và Tình ơi, đã 45 triệu rồi. Còn cánh tay... Vẫn là anh Thủy ạ. Có ai trả cao hơn anh Thủy không ạ? Chắc chắn là có chứ chị. Sẽ có chứ. Khu vực bên này thì sao ạ? 45 triệu lần thứ nhất. 45 triệu vẫn là lần thứ nhất. Đâu ạ? Không biết anh Trung có ý kiến gì không ạ? Vâng, cũng xin thưa với tất cả các quý Việt tử, lý do là chúng tôi muốn nhờ tất cả các hoa khôi, hoa hậu tính dùng mỹ nhân kế một chút xíu. Đó chính là lý do mà anh Thụy đã trả giá 45 triệu rồi đấy ạ. Anh Thụy là phu nhân, phu quân của chị Ngọc Lan, á khôi doanh nhân, cho nên là trả giá 45 triệu cũng hoàn toàn xứng đáng đúng không ạ? Chúng ta hãy chờ đợi xem là liệu có được một cánh tay nào giơ lên. Có khi nào trong chương trình đấu giá năm nay đặc biệt mà vợ chồng đấu với nhau không ta? Có không ta? Từ từ đã. Cái này gọi là song kiếm Ngọc Bích phải không ạ? Song kiếm Ngọc Bích không, thế này về dễ là anh ngủ phòng ngoài, em ngủ phòng trong quá. 45 triệu lần thứ hai. Có cái tay nào giơ lên không ạ? Chị Lan, giá vượt lên con số 50. Chị có ý kiến gì không ạ? Chị nghĩ sao khi ông xã trả bức tranh này với giá 45 triệu ạ? Mình tôn trọng ông xã. Mình tôn trọng ông xã. Trời, đúng rồi. Chị giúp em xíu ạ. Chị đứng lên để cho ông xã nhìn thấy chị gái. Không biết là hai cánh gà bên đây chúng ta có ý kiến gì không ạ? Dạ. Mặc dù đứng từ xa như thế này mà bốn mắt nhìn nhau vẫn rõ lắm đấy ạ. Dạ, không biết nhìn nhau rồi thì có lên được con số nào nữa không ạ? Thôi mình hỏi người khác đi, ai lại để hai vợ chồng đấu giá với nhau. Thực ra 45, 4 cộng 5 bằng 9 thì cũng là một con số đẹp đấy Bình Minh ạ. 45 triệu lần thứ hai. Giáng lên con số 46 thì tốt chị Mai ạ. Có vẻ hơi cố tìm đi ạ, cố tìm. Bình Minh có thể cho biết là ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu vật phẩm đấu giá không? Chỉ có duy nhất một vật phẩm này thôi. Một vật phẩm thôi à? Wow, có ai vừa lên tiếng? Thế thì phải đấu giá mạnh mẽ hơn đi ạ. Vâng, ai là đầu cuối ạ? Đâu ạ? Không, em chạy tới được, em chạy tới được, chị Mai thì em chạy. Đâu. Chỗ nào? Đâu ạ? Đâu, ôi trời ơi, trên đầu em không lên. 1, 2, 3 chạy. Rồi, xong luôn, đâu anh ngồi chỗ nào? Wow, 50 triệu. Bình Minh ơi, hỏi, Bình Minh đang leo trèo rất kinh. Không, em đứng vì chị, xin hỏi chị tên gì ạ? Pháp danh Như Phụng ạ. Pháp danh gì ạ? Như Phụng. Pháp danh Như Phụng. Phật tử Như Phụng đã trả bức tranh
Một tràng vỗ tay. 50 triệu. Rất là tuyệt vời. Có công mà bình minh phóng như một mũi tên lao thẳng lên trên bây giờ đài. 60 triệu là em bay xuống dưới ra luôn. Không còn chảy nữa. Có ai 60 triệu không ạ? Để có ai trả giá không ạ? 60 triệu là mấy hứa mày đu dây luôn. Qua bên trái, qua bên phải luôn. À, có cánh tay lên. Đây, chị Huỳnh ơi, chị Huỳnh ơi, chị Huỳnh. Qua đây, qua đây, 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 đây. Em đu. Có một cánh tay đưa lên rồi. Vâng, mời chị ạ. Chị nãy giờ lặng im quan sát. Chị ơi, chị cứ trả từ từ nhé. Đừng lên 60 triệu mất công em xỉu rồi. 55 triệu à? Wow. Em xin hỏi chị tên là gì ạ? Công ty trách nhiệm hạn Sáu Lu. À, công ty trách nhiệm hữu hạn Sáu Lu ạ. 55 triệu. Wow, ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay chúng ta có duy nhất một bức tranh để đấu giá thôi và một cái chương trình nghệ thuật được đầu tư hoành tráng với tất cả bây giờ, chị ơi, bây giờ mỗi lần mà trả giá chỉ cần 500 nghìn thôi. 55. 55 triệu 500. Có ai không ạ? Chỉ cần lên 500 nghìn nữa thôi là sở hữu bức tranh mã đáo thành công. Phật tử, diệp hộ. Bao nhiêu ạ? Mời chị Phụng tiếp ạ. 56 triệu, thấy 56. Chưa? Thôi, mình lên. Mình chỉ cần lên 500 nghìn thôi, chỉ lên hẳn 1 triệu. 50 triệu. Bình Minh ơi, em tu từ trên kia xuống dưới này có khi để tăng thêm giá. Thôi, thôi, mình gửi trên đấy đi, tám sát chị Phụng đi. 60 triệu, à, chị ở dưới này. 60 triệu là thứ nhất. Thực ra đều không đổi, tại vì em đứng thở chưa ra hơi này. 60 triệu lần thứ nhất, 60 triệu lần thứ hai, và 60 triệu vẫn lần thứ hai. Chị Mai có ý kiến gì không? Có. Địa bàn này là của em. Em ở đây. Bình Minh rồi. Bình Minh đứng nguyên chỗ đó. Anh ơi, giữ nguyên hiện trường. Bình Minh bám sát hiện trường. Thấy không khí đấu sôi động này, chưa thêm ba hoa hậu ra nữa mà. 70 triệu. 70 triệu. Em mời chị Ngọc Anh, em mời chị đứng lên trên này ạ. Ngọc Lan ạ, chị Ngọc Lan đứng chị lên trên này. Chị Ngọc Lan là vừa biểu diễn tiếp một thời trang, bây giờ chồng chị lại đang đấu giá đến mức 70 triệu. Chị ơi, em thấy chị vẫn còn sung lắm đúng không chị? Chị bắt đầu đi. 72 triệu. Chị ơi, chị ngồi vị trí nào cho em xin chụp tấm hình. Bình Minh ơi, em cứ đứng im ở đấy. Bình Minh, em chạy ra đây này một chút. Em ngưỡng mộ chị, em xin chụp tấm hình. Post lên Facebook, anh chụp em tấm ấy. Dạ, dạ, hai chị em mình cùng chụp. Dạ, dạ, xong để post lên Facebook ấy. Ở trên kia ạ. 75 triệu ở tháng chị. Bình Minh ơi, 72 triệu. À, 72 ạ. Bình Minh, em cẩn thận ở trên kia, cánh tay lại vơ lên, em lại phải phi lên trên đó đấy. Em thích chạy lắm chị, em thích chạy. Em bỏ địa bàn sớm đấy. Chị Phụng ơi. 75 triệu, à quên 72 ạ. Chị Phụng cho Bình Minh đu dây đi chị Phụng ơi. Chị Phụng đâu rồi ạ? Không, chị Phụng rất là lặng lẽ, cứ ngồi quan sát thôi, tí chị trả phát 80 triệu giờ này. Có khi lại còn hơn nữa. Mức giá hiện nay là 72 triệu lần thứ nhất. Đề nghị ban tổ chức khi lên con số 80 triệu bắn pháo bông cho em nha. Pháo bông lần 1. Dạ. Thầy thích biết thầy chuẩn bị pháo bông dùm con nha, 80 triệu là thầy bắn pháo bông liền dùm con ạ. Dạ, mà ban tổ chức có nhiều pháo bông lắm cho nên quý vị yên tâm ạ. Có ai trả giá mức 80 triệu không ạ? 72 triệu lần thứ nhất. Cứ bình tĩnh, chị Thanh Mai vẫn còn đang... Thực ra thời gian chúng ta còn có 5 phút nữa thôi ạ. Ở phía chị Thanh Mai hình như vẫn còn đang có nhiều cơ hội. Bây giờ chỉ cần trả giá là 72 triệu 500 là được ạ. Anh Thị ơi, anh có muốn nghe giọng nói của vợ anh không? Chưa từ từ. Cánh tay ơi, đưa lên đúng không ạ? Chưa từ từ. Có cánh tay đưa lên rồi đúng không ạ? Có cánh tay đưa lên rồi. Anh Thị. Cảm ơn anh. Mình xin trả 80 triệu. Thầy bắn chung con, bắn bông đây. Cảm ơn anh Thủy rất là nhiều. Hay, chúng ta sẽ bắn chung con một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Thủy đi ạ. Vâng. Em là nghĩ chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan lên trên sân khấu một tràng vỗ tay này, đó chính là cảm tạ tấm lòng của anh Thủy. Nhưng con số vẫn còn lên 90 triệu nữa đấy ạ. Chị đang suy nghĩ, hình như là còn muốn 90 triệu. Chị cần lên 500 thôi, 80 triệu 500 ngàn. 81 triệu. Vâng. Mình cứ phải từ từ chị ạ. Công ty Sáu Lu, 81 triệu. 81 triệu, không lẽ chỉ 500 nghìn nữa mình không chiếu được bức tranh anh Thùy? Ý anh thế nào? Vợ anh không nhìn anh đâu. Rồi anh chê tay đi. Vâng, chị này rất hồi hộp đúng không? Chúng ta đấu giá cứ như bình luận về bóng đá vậy đấy. Mình xin trả 90 triệu. Phá bông lần hai. Có người trả 100 triệu giờ này. Từ từ. Chị Ngọc Lan lên sân khấu là anh trả 90 liền. Em phải công nhận là anh Thủy rất yêu vợ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Chị ơi, từ từ. Em vẫn thấy chị đang tính.
Dạ khoan, em mời chị Lan vô giữa luôn. Thôi chị ơi, dạ. Chị mình cứ để góc mình, và 90 là chị vô giữa có khi lên 100. Không, cứ để từ từ để em đứng cho. Mình đang là 92 triệu phải không ạ? À mới 90. 91 triệu. Có cánh tay. Có tay nào giơ lên không ạ? Có cánh tay nào không ạ? Vâng, à cô gãi đầu ạ. Bao nhiêu ạ? 99 triệu. Thấy chưa, em bảo mà sẽ là con số 100. Một con số lẻ như mấy triệu nữa thôi, không được anh Thụy. Tuyệt vời, cảm ơn chị Tân Hương Sáu Lu. Hay là mình mời cả chị Sáu Lu, cả anh Thụy lên đây cùng đấu giá tại chỗ đi. Không, cứ từ từ chạy, đừng gây áp lực cho họ. Đúng rồi. Không gây áp lực cho họ, chị cứ để từ 99 triệu, chúng ta còn 5 phút nữa, vẫn là 5 phút. Đồng hồ thời gian đang ngừng trôi. Không, cũng chỉ với mục đích. Chắc anh Thụy là tiếp tục một con số là bình minh chuẩn bị nhé. Đây thì em đoán này, 110 triệu cho coi này. 120 triệu. Thấy chưa? Em xin lỗi anh Thụy, em đoán sai ạ. Vâng, Mai Điền xin được tiết lộ thêm. Chị Ngọc Lan cũng là một Phật tử với pháp danh là Diệu Thiện đúng không chị? Và Mai Tuyền được biết là chị Ngọc Lan đã tham gia rất là nhiều những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến Phật giáo. Và vừa qua thì chị Ngọc Lan cũng đạt giải Á Khôi Doanh Nhân của cuộc thi Khoa Khôi Doanh Nhân. Và trong cái cuộc thi đó chị cũng đã giành đấu giá. Và ngày hôm nay chắc chắn là chị cũng rất là muốn sở hữu bức tranh này đúng không ạ? Chắc là muốn nghe cảm xúc của chị một chút khi mà chồng chị đưa ra mức đấu giá là 120 triệu. Thật ra là... năm nay là mình khai trương cái nhà máy của ông, chuẩn bị khai trương cái nhà máy. Nên cái bức tranh này thì là ông xã nghĩ là sẽ là đem may mắn đến cho gia đình mình và công ty của mình. Với lại mình có hai đứa con là tuổi con ngựa. Hoàn toàn có ý nghĩa. Vâng. Thế thì khó ai có thể qua được anh Thụy. Đêm nay nếu như 130 triệu anh Thụy vẫn vượt ngưỡng đó cho coi. Chắc luôn điều đấy. Hai đứa con trai mà chị cũng làm con số đẹp. Với công ty Yến Tào Ngọc Lan của chị đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là chị ơi, chị có muốn đấu tiếp không? Không chị, đừng gây áp lực cho chị ấy. Từ chị trả 130 bây giờ đây này. 120 triệu lần thứ nhất. 120 triệu lần thứ hai. 120 triệu. Thời điểm này tuyệt đối không ai được giơ tay lên nhé, tránh tình trạng tôi nhìn lộn. Đó, mấy anh áo cam kia kìa. Còn ai nữa không ạ? Chị đang suy nghĩ. Không, thực ra thì Thu Hương nghĩ rằng 120 triệu lần thứ hai, chúng ta còn 1 phút nữa. Lần thứ 2 rưỡi. 1 phút nữa thôi chị. Dạ, được. Dạ. 120 triệu lần thứ hai. 120 triệu lần thứ hai. 120 triệu vẫn là lần thứ hai. Và 120 triệu lần thứ 3. Vâng, em mời anh. Xin mời anh Thị lên sân khấu cùng với vợ của mình. Lên sân khấu ạ. Để cho tất cả quý vị khán giả ở đây được nhìn rõ tấm lòng của anh, được dành cho anh chàng pháo tay ngưỡng mộ. Vâng, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tấm lòng của anh Thị và chị Ngọc Lan ạ. Chị Mai ơi, tránh tình trạng hiểu lầm nhé, đừng nên cầm tay không, như thế. Không có nhạc tèn. Dạ. Tèn. Đó. Rất là tuyệt vời, bởi vì ngày năm nay chị khai trương nhà máy này lại có hai đứa con sinh tuổi ngựa, cho nên là bức tranh này thuộc về anh chị hoàn toàn xứng đáng. Vâng, chào mọi tay thật nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Vâng, cảm ơn anh chị. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng của anh chị ạ. Anh ơi, em rất là muốn được lắng nghe một chút cảm xúc của anh vào lúc này. Bởi vì em thực sự là rất ngưỡng mộ anh khi mà anh luôn luôn đồng hành cùng với vợ của mình trong rất là nhiều chặng đường. Và đặc biệt ngày hôm nay, vô cùng cảm ơn anh chị đã không chỉ đến tham gia chương trình, biểu diễn góp vui cho chương trình mà lại còn tham gia đấu giá. Và cuối cùng anh chị đã sở hữu bức tranh này. Còn em thì ngưỡng mộ chị ạ. Hôm nay bức tranh này nó có hai ý nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, hôm nay là cái giá mức đấu giá là để thể hiện tấm lòng của mình với đề thư nguyện. Cái lý do thứ hai là bà xã nãy cũng đã nói rồi. Tức là mình có hai đứa con trai tuổi con ngựa. Cho nên bức tranh này mình rất thích. Từ đầu khi Thu Huyền nói là cái ý nghĩa của bức tranh đó, thì mình nói nhất định là bức tranh này phải thuộc về của mình. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng tay nữa cho vợ chồng anh Thùy ạ. Vâng, nhưng mà cũng nhờ hồi nãy chị đứng dậy đấy, tiếp thêm động lực cho anh đấy, 120 triệu. Nhưng mà có thú thật với tất cả quý vị là lần trước thì thầy Thích Minh Thanh cũng giao cho chúng tôi phần đấu giá. Cũng vật phẩm đó có 120 triệu, rất tiếc là chưa vượt được ngưỡng. Hy vọng bức tranh lần sau thì sẽ lên được 140, 150 ạ.
Và sau đây chúng tôi xin được kính mời thầy Thích Pháp Bảo, phó ban tổ chức sẽ lên sân khấu để trao tặng bức tranh đến anh Thịnh và chị Ngọc Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý liệt quý vị Phật tử và quý khách quý đã có mặt cho buổi tối hương xuân giác ngộ đêm hôm nay. Thật sự thay mặt ban tổ chức chúng tôi rất là hoan hỷ và một sung sướng khi sự có mặt rất là đông đảo quý nam nữ Phật tử đã ủng hộ cho đêm ca nhạc chương trình từ thiện đặc biệt gây quỹ cho ngôi Tam Bảo tại Bảo Lộc Lâm Đồng. Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ và người mẫu cũng như là các anh chị em đã giúp và hỗ trợ ban tổ chức cũng như thầy Đại Đức Thích Minh Thanh làm tốt cho nhiệm vụ đó là đem cái thân tâm của mình cống hiến cho cuộc đời này và luôn luôn yêu mến đạo Pháp và dân tộc. Sau nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đặc biệt các nhà doanh nhân đã đóng góp cái tấm lòng của mình cho buổi tối đấu giá hôm nay với bức tranh Mã Đáo Thành Công. Và buổi đấu giá rất là hoan hỷ. Và một lần nữa xin cảm ơn Hoa hậu, người mẫu Ngọc Lan và anh Thùy đã dành phần thưởng rất là đặc biệt cho một cái ấn phẩm đầu năm, nhân dịp năm mới. Và tiếp theo, chúng tôi xin ủy lao Thượng tòa Thích Minh Thanh và thay mặt ban tổ chức xin một lần nữa cảm ơn nhóm Diệu Pháp, công ty Sắc Sâu Lu ủng hộ cho đêm chương trình ca nhạc từ thiện hôm nay 50 triệu đồng. Công ty Vietcombank 30 triệu đồng. Quý nam nữ Phật tử ủng hộ phẩm vật thức ăn cho đêm hôm nay. Xin dành cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những người đã phát tâm. Đặc biệt công ty Sắc Sâu Lu cũng ủng hộ đêm hôm nay là lần thứ 10, mỗi lần 50 triệu đồng và 7 lần đấu giá mỗi phần vật hơn 70 triệu đồng và 100 triệu đồng ủng hộ cho Đại Đức Thích Minh Thanh. Cho tất cả các chương trình một lần nữa xin trân trọng cảm ơn liệt quý vị đã đóng góp và đến với chúng tôi. Một lần nữa cầu chúc cho quý nam nữ Phật tử có một mùa xuân và đầu năm mới luôn luôn thân tâm an lạc và dồi dào sức khỏe, luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp và tu tập của mình. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Cảm ơn MC. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ được mời thầy Thích Minh Thanh, trụ trì chùa Bảo Tàng sẽ lên sân khấu. Vâng, và không riêng gì hai nhân vật đã đấu giá thành công bức tranh cùng với đại diện công ty Sáu Lưu, mà chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị, những người đã cùng tham gia đấu giá với tất cả tấm lòng của mình. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn tất cả khán giả đã cùng có mặt tại đây đến giờ phút này và đến cuối chương trình để chúng ta cùng đóng góp cho chương trình được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được nói thêm, Phật tử cô Hà cúng dường tranh Phật Di Lặc, nhóm cô Tuyết quận Tân Phú cúng dường tranh cá chép, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi chỉ đưa ra bức tranh Mã Đáo Thành Công. Những bức còn lại, nếu như quý vị có sự quan tâm thì xin hãy vui lòng liên hệ với ban tổ chức sau chương trình tối nay. Một lần nữa chúng ta hãy dành thêm những tràng pháo tay để trân trọng cảm ơn những tấm lòng đã cùng hướng về chương trình đêm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy Thích Minh Thanh, thầy Thích Pháp Bảo. Xin được cảm ơn đại diện công ty Sáu Lưu và anh chị doanh nhân công ty Yến Xào Ngọc Lan. Và cũng xin được cảm ơn các hoa hậu, á hậu và những diễn viên cũng đã cùng hỗ trợ chúng tôi phần đấu giá rất thành công vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để cảm ơn những tấm lòng đã cùng hướng về chương trình đêm nay.